Ngày 26 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã làm việc với hai người trong nhóm liên quan vụ rượt đuổi xe ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây chặn xe đánh người vào chiều ngày 24 tháng 8. Bước đầu, hai người này khai, một trong hai xe ô tô của nhóm đã đá đèn xi nhan để xin vượt, nhưng xe anh T ở phía trước không cho. Cho rằng anh T cố ý gây chuyện, nên nhóm người này đã chửi bới và đuổi theo, tấn công cho hả cơn giận. Công an xác định có 3 người liên quan trực tiếp vụ hành hung anh T, khiến anh bị đa chấn thương ở mặt, đầu, chân tay. Trước đó, chiều ngày 24 tháng 8, anh T lái ô tô lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khi anh đi tới gần nút giao thông để qua vòng xoay Phú Hữu, thì có ô tô 7 chỗ chạy vào làn đường khẩn cấp, ép đầu xe của anh T. Lúc này, người ngồi trên xe chỉ tay, ném chai nước suối về phía xe anh T. Cùng lúc này, ô tô 16 chỗ cũng vượt lên, ép sát đầu xe của anh T. Hai xe kèn cửa xe của anh T trong đoạn đường dài di chuyển trên cao tốc.